Vì thế nên sao đó, nó mới khiến đến làm rối loạn, từ đầu làm chậm tốc độ trao đổi chất của cơ thể, sau đến rối loạn và dần dần nó mới dẫn đến mức mất chức năng của các cơ quan đi, đúng không ạ? Thì đấy là những cái nét cơ bản nhất, đó là cái nét cơ bản nhất. Vậy thì khi mình biết được cái điều này thì mình sẽ thì tìm mọi cách để mình khắc phục lại cái bản chất này, đúng không ạ? Cái yếu tố này. Và một điều nữa là người ta thấy rằng là cái sự lão hóa rõ ràng là gì, rối loạn chức năng trao đổi chất thì rõ ràng là nó phải xảy ra ở tế bào, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy ở làn da hay nhìn thấy thì dáng đi chậm chạp, ánh mắt nhìn nó chậm chạp, điều ấy mình hiểu được rằng là nó đã lão hóa từ bên trong tế bào rồi, từ bên trong tế bào rồi, những cái cấu thành, những cái viên gạch nhỏ nhất để tạo nên cơ thể chúng ta nó bị lão hóa và mọi sự nó đã xảy ra ở đấy, nó rối loạn ở đấy và nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, kể cả từ khi sinh ra cho đến bắt đầu là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, và đặc biệt khi đến thì ngoài 25 tuổi thì cái tốc độ đó đến nhanh hơn, đúng không, và biểu hiện rõ hơn. Vậy tại sao mà từ 1 tuổi đã có thể lão hóa, 2 tuổi có thể lão hóa, đúng không ạ? Lão hóa chính là sự già đi của tế bào và sự gì ạ, giảm cái quá trình phân chia của tế bào, nó không sinh ra tế bào mới nữa, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là một cái lý do khiến chúng ta tìm hiểu những cái lý do gì mà dẫn đến nó, đúng không? Dẫn đến nó, đó chính là gì, mất dần cái cân bằng nội môi, tức là giữa bên trong và bên ngoài của tế bào của chúng ta, và đặc biệt là gì, rối loạn cái môi trường bên trong, cái hoạt động bên trong của cái tế bào của chúng ta, đúng không? Vậy thì những lý do nào mà dẫn đến nó, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Đó chính là gì? Cái tốc độ lão hóa của từng người hay cái sự lão hóa của mỗi chúng ta đều phụ thuộc vào những yếu tố này nhé các bạn nhé. Đầu tiên là phụ thuộc vào yếu tố di truyền rồi, đúng không ạ? Có một ai đó hay một gia đình nào đó thì người ta trẻ rất là lâu, đúng không ạ? Trẻ lâu này, rồi sống thọ này, hoặc là trẻ lâu nhưng mà không sống thọ, đúng không ạ? Và có những gì, có những chủng tộc thì sống người sống rất là cao tuổi này, ví dụ ở Nhật Bản này, hay ở một số những nơi ở vùng núi cao thì người ta đấy thì chính là gì, phụ thuộc vào di truyền và rất nhiều yếu tố khác nữa, đúng không ạ? Về cái yếu tố thứ hai nổi lên mà khiến rất nhiều nhà khoa học đến giờ vẫn phải tìm kiếm, vẫn phải chứng minh, đó là liên quan đến gì, yếu tố miễn dịch trong từng cá thể chúng ta, đúng không ạ? Một khi mà cái yếu tố miễn dịch này nó không cân bằng, nó không cân bằng mà nó bị kích hoạt lên thì nó cũng dẫn đến lão hóa. Lát nữa các bạn sẽ được 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 có một những cái dẫn chứng để các bạn nhìn thấy điều đó. Cái thứ ba vô cùng quan trọng xuyên suốt và nó chiếm vai trò không kém phần quan trọng, đó chính là yếu tố nội tiết, đúng không ạ? Nội tiết, một khi mà gì, nội tiết tố nó bị rối loạn, hoặc là chính vì nó rối loạn thì sẽ giảm hoặc mất liên lạc, hoặc là gì, không còn cái sự liên lạc hoàn chỉnh nữa giữa gì, tác động giữa các cơ quan với nhau, đúng không ạ? Cho nên gì, cũng dẫn đến lão hóa, đúng không ạ? Và đặc biệt giống như khi nãy vừa là chúng ta vừa nghe bạn bạn China nói, đúng không ạ? Tại sao ngày nay các em bé nó lại dậy thì sớm vậy, đúng không ạ? Và ngày xưa thì chúng ta dậy thì muộn hơn, đúng không ạ? Vân vân vân. Thì đấy chính là một cái bằng bằng chứng về cái chuyện là cái việc tốc độ lão hóa nó phụ thuộc vào nội nội tiết tố, đúng không ạ? Và cái thứ bốn là cái môi trường sống, và đặc biệt trong môi trường sống thì nổi bật lên là tia UV, đúng không ạ? Tia UV là một yếu tố góp phần chiếm vô cùng lớn để dẫn đến tốc độ lão hóa của chúng ta nó nhanh. Đấy. Và đặc biệt bởi vì chúng ta là những cá thể, những động vật, những sinh vật sống trong hệ mặt trời, cho nên chúng ta bị tác động của nó là điều không tránh khỏi, đúng không? Không kể một ai. Và vì thế đây cũng là một cái yếu tố dẫn đến lão hóa. Nó giống như là tự nhiên nhưng cũng cũng là cái mà không phải tự nhiên, đúng không ạ? Không phải tự nhiên ở cái chỗ chúng ta có thể tránh được nó, đúng không ạ? Yếu tố tiếp theo. Và đó chính là một cái yếu tố mà cả là cũng mang tính rất là thuyết phục, và đó chính là gì? Gốc tự do, đúng không ạ? Gốc tự do nó tồn tại trong cơ thể và nó gây nên những cái hệ lụy gì? Nó gây nên những gánh nặng gì cho tế bào của chúng ta, đúng không ạ? Và cuối cùng tiếp theo đó gì, chất lượng sống khác nhau, đúng không ạ? Thì cái tốc độ lão hóa nó cũng khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta chỉ ví dụ thôi, cùng một phụ nữ gì ạ, 30 tuổi, nhưng chúng ta ngồi ở trong văn phòng, chúng ta ở thành phố thì chúng ta gì,
có cái tốc độ lão hóa khác với một phụ nữ 30 tuổi nhưng chân lấm tay bùn ở nông thôn, đúng không ạ? Đấy là gì? Chất lượng sống của người ta. Và nó cũng liên quan đến cả tia UV nữa, đúng không ạ? Cái người nông dân chân lấm tay bùn thì người ta tiếp xúc với tia UV rất là nhiều, và chất lượng sống người ta không thể bì được với những người ở thành phố. Chính vì vậy thì làm sao ạ? Người ta sẽ bị lão hóa, đúng không ạ? Và cuối cùng là gì? Bệnh tật, rồi thì thói quen xấu, đúng không ạ? Cho dù chúng ta có gì môi trường sống tốt, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có thói quen xấu thì chưa chắc chúng ta lại gì, những người ngồi ở văn phòng mà lại trẻ hơn những người ở gì nông thôn, đúng không ạ? Nó khác nhau ở mỗi cá thể và bao gồm gì ạ? À, tất cả những yếu tố này tác động lên một cá thể. Đấy. Vậy thì chúng ta làm thế nào để biết được rằng là mình bị cái này hay bị cái kia? Chắc chắn chúng ta sẽ gì? Bao gồm tất cả những yếu tố này, đúng không ạ? Thì nó liên quan đến tốc độ lão hóa. Và vậy muốn chúng ta muốn gì ngăn ngừa đó thì chúng ta phải phải có những cái tác động để cân bằng những yếu tố này, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều thuyết về rất là nhiều thuyết để nghiên cứu về bản chất cái gì đó xảy ra trong cái quá trình lão hóa này, cái gì đó xảy ra ở tế bào vậy. Cái đấy người ta gọi là bản chất sinh học của lão hóa, đúng không ạ? Thì rất là nhiều những cái lý thuyết, rất là nhiều những cái thuyết, quá nhiều những cái thuyết, và người ta đều đưa ra và đều có lý, đúng không ạ? Thì tôi chỉ hôm nay tại đây thì tôi chỉ nêu một vài những cái thuyết nó rất là khả dĩ, đúng không ạ? Đầu tiên yếu tố di truyền, đúng không ạ? Nếu như một ai đó bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền thì đó chính là gì, những người mà lão hóa nhanh ấy, là vì làm sao, người ta bị gì, kích hoạt cái gen lão hóa ở trong cơ thể, đúng không ạ? Ai đó cũng có những cái, và có những cái chủng người mà người ta có nhiều cái gen lão hóa này, và trong bản thân chúng ta cũng có cái gen đó. Vì có cái gen đó cho nên lão hóa mới trở thành, nó là một cái chuyện tự nhiên thôi, đúng không ạ? Bình thường chúng ta nếu đúng theo khoa học, tuổi khoa học thì chúng ta có thể sống đến 120 tuổi. Nhưng trên thực tế làm sao ạ? Thượng đế cho chúng ta nhiều như thế nhưng chúng ta rất là khiêm tốn, đúng không ạ? Chúng ta 70, 80 tuổi thôi, đến 100 tuổi là vô cùng hiếm rồi. Lý do đấy, gì đấy? À, bởi vì sao ạ? Rất là nhiều yếu tố nó kích hoạt để gen lão hóa để trong cơ thể chúng ta. Đó. Và rất là nhiều những yếu tố để dẫn đến hoa hỏng cái quá trình truyền thông tin từ DNA đến biểu hiện trao đổi chất của nó trong tế bào. Cho nên nó gì? Nó lão hóa và nó tổn thương chính cái tế bào, và tế bào không gì à không không sinh sôi ra được nữa thì là lão hóa, đúng không ạ? Một cái yếu tố thứ hai đó là miễn dịch, đúng không ạ? Yếu tố miễn dịch thì có ở rất là nhiều người, và đặc biệt chúng ta, đúng không ạ? Nếu như chúng ta là những người mà thì có một cái hệ miễn dịch thường xuyên bị rối loạn thì không thể nào chúng ta trẻ trung được, đúng không ạ? Quá trình viêm liên tục diễn ra, quá trình dị ứng liên tục diễn ra thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ già đi rất nhanh chóng, đặc biệt là gì, ở niêm mạc và da, sau đó là đến tim, đến phổi, đến thận. Thì đây là một cái bằng chứng để ví dụ thôi nhé, chứ không phải là nó đã là cơ bản hay là nó thể hiện cho mọi cái khía cạnh của miễn dịch đâu, nhưng đây là một cái bằng chứng. Ở nước ta chắc các bạn cũng đã biết rồi đúng không ạ? Trên thế giới cũng rất nhiều, nhưng ở nước ta thì ít nhất là có 5 cái tấm gương như thế này, 5 cái gương bị như này là người ta bị rối loạn hoạt động. Và đặc biệt trong máu, trong sinh học máu, sinh hóa máu của người ta thì làm sao, tế bào miễn dịch cứ luôn luôn đánh đánh vào mô mô liên kết, đánh vào collagen, đánh vào tế bào sợi, và ở đâu có collagen thì nó đánh, đúng không ạ? Và như vậy làm sao ạ? À, làm hỏng, làm tổn thương hàng loạt những cái tế bào collagen ở đây, đúng không ạ? Và dẫn đến thì đây, làn da của cái người này đây chùm nhão nhăn. Đây là cái cô này, là cô ấy mới 26 tuổi thôi, đúng không ạ? Nhưng khi cô ấy mắc bệnh mà thì chỉ trong vòng một tháng thôi, xong đấy là cô ấy biến thành gì, thành một cái bà cụ 80 tuổi. Các bạn nhìn tấm một cái ảnh như này, và đã gì, rất là nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu, đúng không ạ? Và cô ấy cũng được chữa nhưng tình hình cải thiện không được bao nhiêu, bởi vì nó là gì, rối loạn hoàn toàn cái miễn dịch rồi, đúng không ạ? Và nó đánh đặc biệt vào mô liên kết và collagen, thì các bạn biết cứ ở đâu có collagen là nó đánh, vậy là toàn thân chứ không phải gì một chỗ. Cho nên cô này không chỉ già mỗi da mà già cả tim, cả phổi, cả thận. Đấy, và cô này thì cô ấy mất rồi, mất thì như mất năm 2017 gì đó, đúng không ạ? Vì một căn bệnh khác. Đấy. Chứ, nhưng tôi nghĩ rằng đó chính là gì, đính chính là cái hậu quả của căn bệnh này, đúng không ạ? Thì để chúng ta biết như vậy là sao, nếu cái miễn dịch của chúng ta không cân bằng, đó cũng là một cái nguy cơ dẫn đến chúng ta bị lão hóa. Yếu tố thứ ba là cái yếu tố nhiều nhất, đó là yếu tố gốc tự do, đúng không ạ?
Và đây là một cái thuyết mà tất cả các nhà khoa học đều gì đều nghiêng về nó, bởi từ nó từ cái gốc tự do này nó dẫn đến gì ạ? Dẫn đến rất là nhiều những cái triệu chứng biểu hiện của lão hóa, đúng không ạ? Và người ta biết được rằng là trong cơ thể chúng ta luôn luôn có cái khả năng tự chống gốc oxy hóa, nhưng từng giây cũng hàng chục ngàn gốc tự do sinh ra trong gì trong hàng chục tỷ cái tế bào trong cơ thể chúng ta ấy, làm sao nó sinh ra. Và nó đống rác cái nó đi đâu, nó phá hoại tế bào của chính chúng ta, đúng không ạ? Và cơ thể có gì cũng có một hệ thống dọn rác như vậy, đúng không ạ? Nhưng làm sao khi cơ thể chúng ta già đi và bị nhiều các yếu tố tác động, giống như khi nãy tôi vừa chia sẻ, đúng không ạ? Môi trường rồi chất lượng sống rồi bệnh tật rồi vân vân, đúng không ạ? Thì đến lúc này làm sao ạ, khả năng chống lại tác động của gốc tự do nó kém đi, giảm đi, và lúc này thì cái khả năng dọn rác và khả năng bảo vệ tế bào của chính cơ thể chúng ta kém đi. Và như vậy đó chính là gì ạ? Tổn thương tế bào nhiều hơn, bắt đầu dẫn đến quá trình thoái hóa, đúng ạ? Và lão hóa. Nếu chỉ như vậy nhẹ nhàng như này thôi thì người ta gọi là lão hóa bình thường, đúng không ạ? Bởi đặc biệt kể cả những cụ già rất là khỏe mạnh thì người ta vẫn gì? Vẫn có những gì? Vẫn là những người tồn đọng rất nhiều gốc tự do, đúng không ạ? À, tuy nhiên nó nằm ở mức độ không vượt quá mức gì mức giới hạn bình thường, đúng không ạ? Thì người ta vẫn cứ già đi, vẫn cứ lão hóa như bình thường vậy thôi, giống như là một cái nhà máy cứ sản xuất bình thường, xong lại dọn rác, xong lại sản xuất cứ như vậy, thì đó là gọi là bình thường. Thế nhưng mà chúng ta với cái tốc độ mà diễn tiến nó nhanh thì rõ ràng là gì, đã mất cân bằng của gì cái dọn rác và cái gốc tự do lúc này ứ đọng trong cơ thể, đúng không ạ? À, thì chúng ta hình dung, đúng không ạ? Hôm nay thì thời gian mỗi mỗi cái phần như này nó sẽ có 20 phút thì tôi nói lướt, và lúc nào chúng ta sẽ đi chuyên sâu vấn đề này, đúng không ạ? Hẳn các bạn làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe các bạn cũng biết rồi, gốc tự do. Và khi mà nó quá mức hơn so với khả năng chống đỡ của cơ thể thì xảy ra tại mô, tại tế bào đó chịu những trận bão hoặc là chịu stress oxy hóa, cũng giống như chúng ta bị chấn thương tinh thần mà người ta gọi là stress tinh thần vậy, thì tế bào nó cũng vậy, nó cũng bị ốm như vậy, và các từng tế bào trên cơ thể chúng ta nó phải chịu stress oxy hóa thì hẳn là nó không làm việc được, và như vậy nó bỏ bê công việc, đúng không ạ? Và nó cũng già đi, và khi nó già đi làm sao, nó yếu đi thì nó biểu hiện bệnh tật ra thậm chí cả bên ngoài. Các bạn hình dung đây là một cái ví dụ như cái quả gì ạ, quả cà chua bình thường, đúng không ạ? Giống như cái tế bào bình thường, nhưng khi gặp stress oxy hóa thì làm sao ạ? À, là bắt đầu gì ạ? Bắt đầu hỏng dần, đúng không ạ? Và đến khi làm sao ạ? Nó không thể sửa chữa được nữa thì lúc này nó thối. À, tế bào của chúng ta cũng như vậy. Và khi tế bào nó nhăn nheo rồi, vì da chúng ta có phẳng được không ạ? Không có, đúng không ạ? À, đấy là một cách mà gì hình tượng hóa nhất để chúng ta hiểu được, đúng không ạ? Và gốc tự do chính là những kẻ gì ạ? Luôn luôn thiếu một cái điện tử, và nó phải luôn luôn nó săn tìm những cái điện tử của tế bào lành. Và chính vì vậy không chỉ một hay hai tế bào mà bị hỏng, mà gì toàn bộ hẳn một cái cộng đồng tế bào bị nó tấn công. Vì thế chúng ta mới bị những cái bệnh, ví dụ ở da nhăn hết này, đặc biệt vùng da mặt chẳng hạn, thì là toàn bộ da mặt này, và những chỗ nào sung yếu thì nó da thì nó nhăn trước này, hoặc là nó tấn công ở tim thì tim bị này, vân vân. Thì đó chính là gì lý do mà sao gốc tự do dẫn đến lão hóa. Và các cơ quan sớm bị ảnh hưởng bởi lão hóa nhất trong cơ thể đó chính là DNA, đúng không ạ? Tức là cái yếu tố di chuyển và cái yếu tố sinh sôi tế bào mới của chúng ta. Vậy nó đánh vào cái trung tâm này, đúng không ạ? Bởi vì đây là một cái nhà máy làm việc nhiều nhất trong cơ thể, thì nó phải thừa nhiều rác nhất, và nó dễ bị bệnh nhất, nó dễ bị trục trặc nhất chính là nó, đúng không ạ? Bởi vì sao? Luôn 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 cái nhà máy này nó gì? Có rác thải, có các yếu tố tấn công, đúng không ạ? Thì DNA chính là nơi bị tổn thương lão hóa nhiều nhất, nhưng chúng ta không phát hiện ra nó được, đúng không ạ? Chỉ đến khi gì bị nhiều, bị cả một cái cộng đồng tế bào thì chúng ta mới biết được, đúng không ạ? Cái thứ hai, và chính vì DNA bị tổn thương nhiều, và đặc biệt DNA của collagen, đúng không ạ? Cho nên tiếp đến đó là gì ạ? À, lớn hơn đó chính là collagen, đúng không ạ? Và elastin, protein nền ngoại bào. Thì để chúng ta biết đây là cái yếu tố lão hóa rất là sớm. Vì thế nên là chúng ta thấy làm sao da chúng ta nhăn, khô, thiếu sức sống chính là nó, đúng không ạ? Và không có gì ạ, và không mềm mại nữa, và đặc biệt làm sao ạ, nó không có sức căng nữa, thì đây chính là cái tổn thương lão hóa sớm nhất, nó sẽ đến được collagen. Vì vậy nên chúng ta sẽ gì biết biết chừng để mà gì để bảo vệ nó từ sớm.
chứ đừng chờ đến khi thấy nó nhăn lún rồi, bởi vì trước đó từ rất lâu những gì cái hoạt động tế bào của nó đã bị trục trặc từ rất lâu rồi mà mình không biết, đúng không ạ? Và cái cơ quan tiếp theo đó chính là gì? Mạch máu. Vậy thì chúng ta thấy collagen và mạch máu nó bao phủ khắp cơ thể, đúng không ạ? Khắp cơ thể, cho nên không chỗ nào mà không bị hậu quả của nó. Khi những cái nguồn sống này nó ảnh hưởng rồi thì làm sao? Sẽ dẫn đến những cái mô tiếp theo là những cái nơi nó nuôi dưỡng và là những cái nơi mà nó kết nối sẽ bị hỏng tiếp theo. Và đó là những cơ quan nào? Đó là những cơ quan nào? À, đó chính là gì? Bệnh tim mạch, ung thư, tăng huyết áp, Alzheimer, loãng xương. Đây là bốn cái dòng bệnh lớn nhất liên quan đến lão hóa. Một cái người mà lão hóa, một cái người bình thường thôi, không bị bệnh, không bị yếu tố di truyền, có nghĩa là người ta gì, có thể chết già chết tiên đó, thì cũng là những người mà đến những cái năm cuối của cuộc đời thì người ta sẽ gì, bị tổn thương ở những nơi này. Đó là giống như là tự nhiên vậy, nhưng nếu nó đến sớm ở người nào đó thì tức là tốc độ lão hóa đã quá nhanh. Đã, các bạn hình dung chưa? Đây chính là những cơ quan mà bị ảnh hưởng bởi cái sự tấn công của collagen, của mạch máu, đặc biệt là của mạch máu và của tồn đọng gốc tự do. Thì đây là những cái căn bệnh mà liên quan đến lão hóa. Một, những người đã bị những bệnh này thì lão hóa cũng nhanh, mà đã khi đã lão hóa nhanh thì hãy cảnh giác đến những cơ quan này, nó sẽ bị tổn thương. Đó. Thế thì chúng ta sẽ để ý đến nó, đúng không ạ? Vậy thì thế tóm lại đó gì? Chúng ta sẽ phải bảo vệ sức khỏe của tế bào, mà tế bào chúng ta không nhìn thấy, đúng không ạ? Bằng cách nào thế? Rõ ràng lúc này sẽ gì, liên quan đến cách chúng ta dinh dưỡng ra sao, ăn uống ra sao, điều độ sống như thế nào và bổ sung những thực phẩm nào, đúng không ạ? Đó mới chính là vai trò. Và các thực phẩm chức năng ngày nay đều gì, đều hướng đích đến gì, sửa chữa tế bào, đúng không ạ? Vậy đây chính là một cái vấn đề sức khỏe của tế bào sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa. Và một khi nó không khỏe thì lão hóa rất là nhanh. Và tế bào ở nơi nào mà bị ảnh hưởng đầu tiên, kém đầu tiên thì nơi đó già trước. Một đặc thù của lão hóa là không phải đồng đều, mà bản chất của nó là dị, dị hóa hoặc dị bào. Có nghĩa là gì ạ? À, có nghĩa là một cái sự lão hóa hay cái sự già đi của chúng ta trên một cá thể con người thì nó không đồng đều. Không phải là người này già là già tất cả mọi cơ quan, đúng không? À, không phải nói vui đâu, nhưng đúng là một câu mà các anh ông anh hay nói rằng là thế này này, ở trên bảo dưới không nghe, đúng không ạ? Có thể trái tim người ta vẫn còn đang tốt, phổi đang tốt, đúng không ạ? Gan cũng rất là đang tốt, và đặc biệt tinh thần người ta cũng đang rất là tốt, nhưng tại sao dưới không nghe, đúng không ạ? Bởi cái sự lão hóa nó đến gì, từ mạch máu, và cơ quan đã hành ảnh hưởng đầu tiên của nó là gì, là cơ quan sinh dục, đúng không ạ? Nhưng tiếp theo đó chắc chắn sẽ là tim. Đấy, để các bạn hiểu được. Và nó cứ thế, cứ thế, cứ thế, đúng không ạ? Thì đặc thù của lão hóa là như vậy, đúng không ạ? Đặc thù của lão hóa là không đồng đều. Có chỗ thì lão hóa rất là nhanh, rất là sớm, nhưng có chỗ thì vẫn trẻ nguyên, đúng không ạ? Điều đó để chúng ta hình dung được. Có những người ngày nay đi hiến hiến tạng khi mất đó, đúng không ạ? Hiến tạng khi mất, có những bộ phận người ta được sử dụng rất là tốt, đúng không ạ? Mặc dù cao tuổi, đúng không ạ? Nhưng có những bộ phận thì không sử dụng được. Đấy là lý do là gì, nó đã bị lão hóa, chưa kể là đã bị bệnh nhá. Thế đấy, cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta hình dung đây là hãy nhìn đây là một cái tế bào của chúng ta, mà cơ thể chúng ta có từ gì ạ, 50 đến 70 nghìn tỷ. Thì các bạn 50 đến 70 chục nghìn tỷ tế bào, thì các bạn hình dung này, đây là một tế bào, nhìn nó như là một cái thành phố công nghiệp vậy, đúng không ạ? Và mỗi bào quan, mỗi cơ quan này là một cái nhà máy riêng và có nhiệm vụ riêng. DNA nằm ở trong nhân này, thì để các bạn biết là một cái thành phố công nghiệp này thì nó hoạt động một ngày nó xả ra bao nhiêu rác và nó phải cần bao nhiêu năng lượng, đúng không ạ? Và cần bao nhiêu yếu tố để nó bình thường được. Ví dụ chỉ cần gì, độ pH tăng lên một chút thôi là nó đã trục trặc và đã biểu hiện ra làn da là nó tăng nám, tăng melanin rồi. Đúng không? Thế rồi nếu như tia UV thì sao? Nó tác động ảnh hưởng đến chính cái ti thể, là cái nơi mà gì, cân bằng năng lượng và sản xuất ATP cho chính cái tế bào này. Tức là cái bếp ăn của chính cái tế bào này bị hỏng thì cả cái tế bào này nó sẽ hỏng. Vậy thì sao ạ? Mà đặc biệt những yếu tố này đều bị ảnh hưởng rất mạnh mẽ bởi tia UV, mặc dù nó nằm tít trong tế bào như này. Các bạn hình dung chưa? Đó, thì để chúng ta biết là rất là nhiều yếu tố để khiến cho một cái tế bào này được khỏe mạnh, đúng không ạ?
À, đây chính là một cái biểu biểu thị thôi. Ví dụ chỉ ví dụ một yếu tố môi trường thôi, tại sao chúng ta bị lão hóa rất là nhanh nếu như chúng ta tiếp xúc với tia UV, và đặc biệt da, vì da nó bao phủ cơ thể và nhiệm vụ của da là bảo vệ chúng ta. Và cái hắc tố melanin đen ấy là có nhiệm vụ là càng nắng nhiều thì nó càng phải đen, để làm sao ạ? Tế bào sừng nó phải nhiều melanin đen để nó chắn cái quang học này, chắn cái bức xạ này, bảo vệ chính cơ thể chúng ta, cho nên nó phải đen, đúng không ạ? Thì à, đây tia UV nó gì, nó gì làm hỏng hẳn đến gì ạ, sự trao đổi chất của DNA của nhân tế bào, và nó làm hỏng trực tiếp luôn thi thể, đặc biệt là nó làm rối loạn, đảo loạn, đảo đảo lộn cái trao đổi chất của thi thể, khiến cho cơ thể không sản xuất được năng lượng, và nó bức chết cái tế bào, đặc biệt tế bào collagen ở da. Các bạn hình dung chưa? Mà vùng nào phơi nắng nhiều thì sao? Những tế bào da bị bức chết từ từ thi thể. Các bạn hình dung chưa? Đó là chính là cái lý do mà sao lão hóa. Mặc dù da không phải là bị ung thư hay bị bệnh, bị ốm sốt gì, đúng không ạ? Và bắt đầu khi rối loạn như này là toàn bộ những cái bào quan này nó bị vỡ, bị hỏng, bị tổn thương, bắt đầu kích hoạt cái miễn dịch tại chỗ và gây viêm nhiễm da. Tôi chưa nói đến nám nha, lúc nào đó chúng ta sẽ có một chuyên đề về nám để chúng ta biết, và nó ảnh hưởng toàn bộ cơ thể. Các bạn hình dung chưa? Cũng là những cái thi thể như này, tế bào như này, nhưng tế bào trong cơ thể. Đó. Thế để biết là đây chính là một cái yếu tố rất là kinh hoàng, và nó gây biến đổi DNA, và nó gì ngăn chặn cái sự sửa chữa, làm rối loạn những cái cơ quan tự sửa chữa tế bào. Tế bào nó có cả một cái hệ thống để tự sửa chữa chính nó, nhưng lúc này bị dạo bị hỏng. Đấy. Thế cho nên phải chấp nhận là gì, tổn thương tế bào, chết tế bào. Đấy. Và về già, tại sao da cứ mỏng dần mỏng dần mỏng dần? Bởi vì lúc này tế bào collagen không còn người được phân chia, không được sinh ra mới nữa, mà gì ạ, bị chết đi rất là nhiều. Cuối cùng những cái tế bào collagen còn lại của da ở người già nó phải giãn ra, phải căng ra. Các bạn hình dung như, và lúc này yếu tố bảo vệ cơ thể cũng không còn, là chính làn da bị căng rão ra, giống như cái sợi cao su mà bị giãn ra vậy. Đó, thì để biết rằng đã quá nhiều cái tế bào da bị chết đi trong cuộc đời rồi, đúng không ạ? Thì đây là một cái hình ảnh lão hóa da rất là rõ, và lão hóa trong xương, trong cơ, trong tế bào mạch máu nó cũng y như thế này. Đấy. Vậy thì qua rất là nhiều nghiên cứu thì người ta biết rằng như vậy chính là gì? Do cái rác tự do cái chống chất cái chất oxy hóa quá nhiều nên nó tàn phá. Một tia UV cũng gây ra rác rác bức xạ ở trong đấy, cho nên tàn phá kinh quá, mà nó lại tích lũy nữa. Vậy thì làm sao, phải có cái gì chất để chống lại nó, đúng không? Thì mới ngăn chặn được gì ạ? Mới ngăn chặn được tổn thương, và về lâu dài mới ngăn chặn được lão hóa, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì chất chống oxy hóa chính là những chất gì luôn luôn có sẵn những cái điện tử, nó sẵn sàng cho cái gốc tự do đang thiếu điện tử này, và thậm chí một cái phân tử ví dụ anthocyanin ấy, thì một cái phân tử nó có thể cho rất là nhiều điện tử mà nó vẫn không hỏng. Đấy, đó chính là cái khả năng dọn rác, cái khả năng chống gốc oxy hóa của anthocyanin, nó như là như vậy. Một phân tử của nó có thể cho rất là nhiều điện tử mà nó không bị hỏng. Bạn hình dung chưa? Đó, thế thì khi mà anh gốc tự do này anh nhận điện tử rồi là anh cân bằng rồi, anh lại đi kết hợp với một chất khác để thành một cái chất muối nào đó, hoặc một cái rác, hoặc là được cơ thể hấp thu lại, và hoặc để đại thực bào nó ăn và nó vứt đi. Đấy, thì đấy đấy là một cái quá trình diễn ra trong cơ thể chúng ta như vậy, đúng không ạ? Và đây chính là một cái bước mà tôi hiển thị cái tôi vừa nói. Vậy thì sao chúng ta đang phải gì, tìm đến, phải chọn lựa được những cái sản phẩm bổ sung nào mà gì làm khỏe cái hệ thống chống oxy hóa nội sinh này, đúng không ạ? Thì nó mới cho gì, cho chất chống oxy hóa này, đúng không ạ? Và nếu chống oxy hóa ngoại sinh đó là gì ạ, tập trung rất là nhiều ở anthocyanin, ở phycocyanin, ở trong tảo chẳng hạn, hay trong phenolic flavonoid, ở trong rất là nhiều những cái thành phần mà nằm trong cái ma quy của chúng ta đấy, thì nó chính là gì, tổng hợp lại, và nó chính là những cái phân tử chống oxy hóa rất là mạnh mẽ. Và khi chúng ta xử lý nó, sử dụng nó thì làm sao? Đó là những chất quét gốc tự do rất là mạnh mẽ, và nó gì ngăn ngừa lại sửa chữa các tổn thương nữa, đúng không ạ? Và như vậy thì ngăn ngừa lão hóa, đúng không ạ? Thì trong các nhiều rất là nhiều nghiên cứu thì người ta thấy là chúng ta khi mà ăn nhiều thực phẩm có cái chỉ số chống oxy hóa cao thì
tăng cái khả năng chống oxy hóa, và thậm chí cái sự có mặt của những cái chất chống oxy hóa ở trong huyết tương của chúng ta ấy, nó cao lên từ 10 đến 25%, đúng không ạ? Và như vậy làm sao? Bởi vì nó còn có con đường là nó trực tiếp và nó lại kích hoạt cái hệ thống chống oxy hóa nội sinh nữa, đúng không ạ? Và do vậy nó ngăn ngừa những cái gì, cái hậu quả trực tiếp ngay ngay lập tức của cái lão hóa gì là ở não, ở mạch máu, đúng không ạ? Ở da cho chúng ta. Và đấy chính là gì, lý do mà sao nếu chúng ta không bị tim, chúng ta không tổn thương mạch máu thì chúng ta trẻ rất lâu. Và đấy cũng là cái lý do mà hôm đầu gặp các bạn tôi đã nói rằng nếu chúng ta muốn chống được lão hóa, chúng ta phải trẻ hóa được mạch máu là như vậy, đúng không ạ? Và khi trẻ hóa mạch máu rồi thì làm sao ạ, chúng ta trẻ hóa được gì, các tế bào khác, và đặc biệt là da thì chúng ta sẽ dùng chất chống oxy hóa, chúng ta xử lý nó cũng như là gì, chống nắng từ bên ngoài. Có nghĩa là làm thế nào để chúng ta gì ngăn được tia UV, và chúng ta phải gì xử lý được các cái hiện hậu quả do tia UV nó tích lũy từ rất là nhiều ngày rồi, đúng không ạ? Nhiều ngày, nhiều tháng, và nó phá hoại ở bên trong da rồi, chứ không phải là chỉ một ngày một ngày hai chúng ta bôi chống nắng xong là chúng ta yên tâm, nó không có, bởi vì nó tích lũy, đúng không ạ? Cũng giống như chúng ta ăn và bị nhiễm độc kim loại nặng chẳng hạn, thì nó cứ tích lũy từ ngày một, và nó nhiều lên, nó vượt ngưỡng ở trong máu vậy. Đấy, thì tia UV nó cũng tích lũy như vậy ở trong da, và nó gây gì, ngấm ngầm nó gây tổn thương da, và da chúng ta trùng đi, nhão đi lúc nào cũng biết, đúng không ạ? Tôi chưa nói đến vấn đề là gì nám và tàn nhang đâu nhá, chưa nói đến vấn đề nám hay sạm da đó. Vậy thì tìm hiểu nhá, anthocyanin của ma quỳ thì nó có rất nhiều cái tác dụng dược lý đối với các biểu hiện lão hóa, đúng không ạ? Rất là nhiều các tài liệu đã nói về nó, mỗi cái tài liệu nó nghiên cứu vào một cái khía cạnh thì thấy rằng là nó tác dụng rất là nhiều để ngăn ngừa. Đầu tiên là nó rối loạn, nó ngăn ngừa cái rối loạn tim mạch, đúng không ạ? Bởi vì sao, nó dọn, nó sửa chữa, nó làm lành cái mạch máu, nó làm sạch mạch máu, nó sửa chữa viêm ở mạch máu của chúng ta, đúng không ạ? Và đặc biệt là căng thẳng oxy hóa do tuổi tác, đúng không ạ? Tức là căng thẳng oxy hóa là nó nằm trên mọi tế bào cơ, tức là do tuổi tác rồi, và bây giờ động gốc tự do tại từng tế bào, và từng cái tế bào đang gì, đang căng thẳng để chống đỡ với chính cái giác của nó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Để giành giật lấy sự sống, thì đấy là gì, nó thể hiện trên mọi tế bào khắp cơ thể, đúng không ạ? Và cái thứ ba là gì, nó có thể gì ngăn ngừa phản ứng viêm, đúng không? Bởi vì sao, rác nó ứ đầy, đúng không ạ? Và hệ miễn dịch nó phải tấn công để nó dọn rác, và nó gì, nó lại không biết dọn rác bằng cách gì, nó chỉ có nhả ra những cái hóa chất thôi, và như vậy nó gây viêm, đúng không ạ? Và cái thứ bốn là gì, nó ngăn ngừa các bệnh thoái hóa đa dạng khác, bởi vì nó tấn công vào collagen, tấn công vào hệ collagen, liên kết các chất liên kết giữa các tế bào, nối các tế bào với nhau, nối khớp xương với nhau, vân vân, thì nó tấn công chính vào đấy, cho nên những chỗ đó tổn thương hết, đúng không ạ? Thì nó sẽ thoái hóa rất là nhiều cơ quan, thì anthocyanin ma quỳ nó ngăn ngừa những cái thứ đó, và đương nhiên nó sẽ cải thiện cái chức năng não bộ và nhận thức thần kinh, bởi gì ạ? Tế bào thần kinh là cái nơi tồn đã tồn là cái nơi mà nhiều axit béo nhất, mà axit béo lại là mục tiêu phá hủy của gì, gốc tự do, đúng không ạ? Đó. Và sức khỏe của mắt, hoặc là đặc biệt người ta cũng tìm thấy được anthocyanin, nó sẽ đảm bảo sửa chữa và bảo vệ cái tính toàn vẹn của DNA bộ gen. Như vậy là khiến cho sao, những cái nguyên nhân, những cái nơi mà dễ hỏng để dẫn đến lão hóa, thì bây giờ anthocyanin nó có tác dụng, nó bảo vệ được, đúng không ạ? Thì ở đây chia sẻ với các bạn một chút để có cái cách so sánh nhá. Và nó bắt nguồn từ cái biện pháp này thì người ta mới đi đến con đường là so sánh với anthocyanin, xem hai bên thì cách nào tốt hơn. Đây chính là một cái biện pháp chống lão hóa bằng cách là biện pháp hạn chế calo. Thì cái này xuất phát ở gì, ở Nhật từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn biết bây giờ có các chế độ ăn để gì hạn chế calo, đúng không ạ? Nó sẽ, người ta thấy được rằng có bằng chứng là nó chống được lão hóa, đúng không ạ? Vậy thì sao? Cái này nó xuất phát từ năm 1935, người ta đã nghiên cứu ra và bắt đầu người ta thử nghiệm rất là nhiều. Còn đây thì tôi muốn nói đến một cái thí nghiệm trên động vật thôi. Những cái con chuột mà người ta ăn ít hơn 30% thức ăn so với bình thường nha, những con bình thường, thì người ta thấy là chúng được tăng tuổi thọ lên đến hơn 30%, các bạn ạ. Đấy. Và sau đó người ta mở rộng ra nấm thử trên tất cả các loài khác, từ động vật, từ khỉ, từ chuột, từ thỏ này, rồi đến các loài nấm này, vân vân vân, đều được thử nghiệm bằng cách ăn ít calo hơn bình thường. Thế cuối cùng là thế này, thấy thế nào, tuổi thọ của chúng tăng lên tới tận 50%. Như vậy là gì,
là cái biện pháp hạn chế calo có thể chống được lão hóa, đúng không ạ? Vì chống được lão hóa thì tế bào nó cứ trẻ trung, nó làm việc được mãi thì người ta mới thọ được, đúng không ạ? Vậy thì từ đây mới để so sánh, nếu như không không hạn chế calo thì dùng bằng biện pháp nào có thể thay thế được nó, bởi không ai, không phải ai cũng thực hiện được cái chế độ này. Đó là thế nào, khi hạn chế calo thì người ta được những cái điều này ở tế bào là gì, thậm chí người ta thấy là có thể đảo ngược quá trình lão hóa. Đảo ngược có nghĩa là gì, trẻ lại luôn, con chuột đó trẻ lại, tức là thế này, nếu nó bị lão hóa thì người ta sẽ tác động, người ta thí nghiệm gây lão hóa trên con chuột, sau đó người ta cho sử dụng cái chế độ, sau đó còn một nhóm thì không không gây lão hóa, mà một nhóm cũng lão hóa nhưng sau đó gì, cho ăn thấp calo đi, thì thấy rằng là nó trẻ lại, bởi làm sao ạ, ngừng cái sự xói mòn telomere, đúng không ạ, là cái chất mà gì, là cái đoạn enzyme nằm ở đầu nhiễm sắc thể để gì, để quản lý cái tuổi thọ của chúng ta, đúng không ạ? Cứ mỗi lần tế bào nó phân chia, nó sinh sôi một lần thì nó lại ngắn đi một chút, cho đến khi nó ngắn ngắn hết rồi thì sao ạ, là tế bào ngừng phân chia. Vậy thì nếu như nó cứ giữ mãi nó đừng xói mòn nhanh ấy, thì làm sao ạ, thì là thọ lâu, đơn giản vậy thôi. Thì người ta nghiên cứu thấy ở những con chuột mà hạn chế calo thì nó thậm chí cái sự xói mòn này dừng lại, và sự suy giảm tế bào gốc các bạn nhé cũng dừng lại, không bị suy giảm, và cái sự lão hóa tế bào lúc này cũng stop luôn. Và cái sự rối loạn chức năng ti thể, như khi nãy tôi chỉ là cái nơi mà cái nhà bếp của tế bào đó, thì sao cũng dừng lại, không bị rối loạn nữa. Và lúc này do đó sự bất ổn định của hệ gen không bị biến tính nữa, cho nên là dừng lại, và tất cả những cái khả năng đấy đều những cái xấu đều bị ngừng lại, và nó tăng cái khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của tế bào đấy, và làm sao ạ, nó lấy lại sự sống cho tế bào. Như vậy là gì, nó được trẻ lại. Và điều đó để lý giải tại sao hôm nay mà chúng ta chưa dùng Maqui chẳng hạn, đúng không? Chúng ta chưa chưa dùng Quiarisac thì chúng ta có thể nhìn già hơn, nhưng mà các bạn 3 tháng hay 6 tháng sau khi các bạn dùng một đợt thì các bạn thấy trẻ lại, là lý do nó đảo ngược lại quá trình các bạn nhé. Điều ấy có nghĩa là gì, có nghĩa là lão hóa có thể đảo ngược lại nếu như chúng ta tác động kịp thời, đúng và đủ, đúng không ạ, chứ không phải là một quá trình không thể đảo ngược đó, các bạn hình dung chưa? Điều đó mới là cái điều tuyệt vời. Vậy thì người ta mới, sau đó thì nghiên cứu ở người thì lại thấy rằng, đặt ra một câu hỏi, liệu rằng đối với người thì cái biện pháp hạn chế calo này có đủ để làm chậm lại quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ hay không? Không các bạn ạ. Nha. Chính vì thế người ta mới phải đi tìm những cái biện pháp bổ sung với nó nữa, đúng không ạ? Vậy thì người ta thấy rằng là với người thì sao nhỉ? Hoặc là trong những cái thí nghiệm thì thấy rằng nếu chỉ nhịn ăn vài ngày mỗi tuần thôi các bạn nhé, nếu mà cứ hạn chế calo mãn tính ấy, tức là những người ăn chay trường này, hoặc là những người ép cân này, những người ăn kiêng chìa trường trường diễn ấy, là sẽ bị ngược lại lão hóa rất là nhanh. Lão hóa ở đâu? Tổn thương từ bên trong, và các tế bào luôn luôn không đủ calo, vấn đề nó là như vậy, tế bào không được ăn. Vậy thì sao, nó khác với cái khả năng chống oxy hóa, và đặc biệt Maquisac của chúng ta thế nào, không những chống oxy hóa, dọn rác, chống viêm, đúng không ạ, chống dị ứng, nhưng nó lại còn cung cấp dinh dưỡng rất là đầy đủ nữa, cho nên nó khác hẳn với chế độ hạn chế calo này, các bạn hình dung chưa đó. Thế cho nên là nó khác nhau ở đấy, và vì vậy mới xuất hiện ra, người ta gọi là cái phương pháp bắt chước hạn chế calo bằng cách sử dụng các sản phẩm tự nhiên có tác dụng phân tử tác động đến chuyển hóa, hấp thu và cân bằng năng lượng của tế bào. Đó. Vậy thì có nghĩa là chúng ta đang sử dụng một cái sản phẩm đó, sản phẩm nằm trong cái phương pháp bắt chước hạn chế calo này, đúng không ạ? Nó sẽ tác động vào cái chuyển hóa của tế bào, đúng không ạ? Bằng chứng là các bạn đã học học cái bài giảm cân hôm nọ, đúng không ạ? Và cũng đã học Maquisac rồi, đúng không ạ? Tác động đến cái quá trình chuyển hóa, hấp thu và cân bằng năng lượng của tế bào rồi, đúng không ạ? Đó. Và ngoài ra làm sao ạ? Nó cung cấp dinh dưỡng cao cấp, nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nó lại còn chữa bệnh cho tế bào nữa. Đấy. Và như vậy, cái phương pháp hạn chế calo nó tác động
tất cả những khâu sửa chữa DNA và theo mô telomere và vân vân, nhưng nó không gì không dọn rác được mạnh mẽ, mà nó chỉ dọn rác bằng yếu tố nội sinh thôi, và nó không dọn rác được mạnh mẽ bằng khi chúng ta bổ sung thêm. Điều đấy đến gì sẽ dẫn đến cái chiến lược giảm cân của chúng ta, lát nữa tôi sẽ trình bày với các bạn nhá. Đấy, và người ta cũng thấy rằng tất cả các nghiên cứu trong cái thời điểm vừa rồi thì tôi cũng tìm ra được khoảng gần 30 cái nghiên cứu về cái điều này, thì người ta đều nói rằng hạn chế calorie mãn tính không thể kích hoạt được cái con đường chống lão hóa này. Không thể kích hoạt được con đường đảo ngược lão hóa này, các bạn hình dung chưa? Cho nên các bạn đừng đừng nghĩ đến rằng là nếu như không có sản phẩm bổ sung thì tôi nhịn ăn. Tôi ăn thật ít, tôi ăn ăn kiêng trường diễn đi thì tôi sẽ trẻ lại, không có chuyện đó, mà lại còn có tổn thương, đúng không? Giống như tôi vừa phân tích với các bạn, và người ta đã kết luận là hạn chế calo mãn tính không thể kích hoạt con đường này, không thể các bạn nhá. Như vậy là gì? Chỉ có gì ạ? Hạn chế calo xen kẽ, đúng không ạ? Nhưng yếu tố đấy vẫn không đủ bằng là chúng ta phải bổ sung thêm gì? Ba quy sắc đó. Thì tôi muốn nói đến như vậy. Hôm sau có thời gian sâu hơn chúng ta sẽ quay lại vấn đề này, bởi trong cái tế bào của chúng ta có những cái bộ phận để sửa chữa và chịu trách nhiệm với tuổi thọ nằm chính trong tế bào của chúng ta. Và cái tác động của anthocyanin hay chất chống oxy hóa cực mạnh, đặc biệt anthocyanin, nó tác động vào con đường này để nó sửa chữa những cái tổn thương của tế bào. Nó chính là một cái người bảo dưỡng tế bào nằm trong chính tế bào, mà gì cái chất gốc tự do hoặc đặc biệt tia UV hay rất là nhiều yếu tố khác nó tác động và nó ngăn chặn cái con đường này, nó làm hỏng nó, thì anthocyanin nó lại kích hoạt lại con đường này. Các bạn hình dung chưa? Cực hay luôn đó. Thì đây, nhiều nghiên cứu người ta đã tìm thấy được rằng là các chất chống oxy hóa tự nhiên, ví dụ như polyphenol này, anthocyanin hoặc resveratrol. Resveratrol thì nó nằm ở đâu ạ? Nằm trong nho nhá. Vì có tác dụng hoạt hóa cái con đường citrulline của tế bào. Con đường citrulline này chính là con đường để kéo dài tuổi thọ và sửa chữa DNA, bảo vệ DNA rất là tuyệt vời đó nhá. Và người ta đọc tên rõ trong trong tế bào, đây chính là cái hệ thống bảo dưỡng tế bào rất là tuyệt vời, và kích hoạt cái tái tạo tế bào cũng như là bảo vệ telomere rất là tuyệt vời đó nhá. Khiến cho telomere không nhanh bị mòn đi đâu đó, thì đây chính là một cái yếu tố mà bây giờ rất là nhiều những nghiên cứu người ta phải tập trung vào con đường này, làm sao để thông qua nó để dọn rửa bảo quản cái tế bào, từng cái tế bào một trong cơ thể. Thì lẽ nào chúng ta lại không không thọ được đến 120 tuổi, đúng không ạ? Không cần thế, 110 thôi cũng được, đúng không ạ? Nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ về một cái sự là lão hóa, bằng chứng của cùng một gia đình, tức là cùng một cái di truyền, nhưng mà có người thì thọ đến 103 tuổi vẫn minh mẫn, dáng rất tuyệt đẹp, nhưng mà gì cũng gương mặt cũng vẫn trẻ thế, người vẫn trẻ thế, nhưng mà bị mất. Đó chính là gia đình tôi. Đấy, lúc nào tôi sẽ nói kể các anh nghe, các anh chị nghe. Mà khi mà nghiên cứu vào cái này thì tôi mới, đương nhiên là mới càng sáng tỏ hơn thôi. Đó. Vậy thì chúng ta biết tác động của các anthocyanin nó tương tự như cách mà chế độ ăn ít calorie tác động. Các bạn hình dung chưa? Nó cũng như vậy, tương tự như vậy. Cho nên làm sao nó sẽ đảo ngược lão hóa. Đấy. Đây người ta tìm thấy được ở cấp độ phân tử polyphenol. Polyphenol là cái nhánh lớn nhá, xong trong đó thì chia ra có anthocyanin nhá. Anthocyanin nó lại chia ra cetimizin rồi gì delphinidin nhá, vân vân vân, rất là nhiều, đúng không ạ? Thì đây chính là những cái hoạt chất mà làm tăng cái hoạt tính của enzyme AMPK. AMPK cũng là một cái thành phần vô cùng quan trọng tác động đến, bởi vì chính nó là gì? Tác động đến cân bằng năng lượng. Ngay hôm nay này, hoặc hoạt động hôm nay này thì phải sản xuất ra ngần này năng lượng này, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Thừa rồi. Chỗ kia thừa rồi thì hãy ngừng đi, đúng không ạ? Đó chính là yếu tố cân bằng năng lượng, một cái quản gia rất là lớn nằm trong tế bào của chúng ta, và luôn luôn những cái phương thuốc giảm cân đều muốn tác động vào con đường này các bạn ạ. Và các gì ạ, những cái tế bào ung thư nó cũng muốn tác động vào con đường này để nó tắt đi, cuối cùng là gì, tế bào
phải gì không hoạt động theo con đường bình thường nữa, để các bạn biết, đúng không ạ? Thì đây chính là một cái vai trò anthocyanin ở cấp độ phân tử, để nó tác động để kéo dài tuổi thọ, nó chống lão hóa, đúng không? Nó làm trẻ hóa tế bào, bảo vệ tế bào, bảo vệ từ gì DNA, bảo vệ gen cho chúng ta, đúng không ạ? Thì đây chính là cái mà tôi vừa mới 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 chia sẻ với các anh chị, đúng không ạ? Mà của chúng ta nó tác động đúng vào cái con đường AMPK là cân bằng năng lượng. Rồi thì tác động vào citrulline, đúng ạ, là chuyên môn sửa chữa bảo dưỡng tế bào rất là tuyệt vời. Và đây là cơ quan ti thể, là cái nhà bếp của tế bào, đúng không ạ? Mà chúng ta trong cái bài giảm cân chúng ta biết rồi, tác động ti thể này, đúng không ạ, rất là nhiều, kể cả nay mai chống nám, chống lão hóa da, các bạn đều phải nghiên cứu đến mức độ tế bào này, các bạn mới biết được tại sao mà gốc nám lại không xử lý được, tại sao mà lại xử lý nó lâu, vân vân. Thì nó phải liên quan đến tận tận gốc cái rễ như này, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, và đặc biệt các bạn nhìn lại một lần nữa cái thành phần của sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Nó là gì, gồm rất là nhiều những cái thành phần tuyệt vời để mang lại cái khả năng dọn rác và cung cấp dinh dưỡng cho tế bào, đúng không? Mà đây nó tác động lên toàn bộ cơ thể, chứ không phải là tốt cho một cái tế bào da đâu, mà tế bào mạch máu, tế bào cơ tim, collagen, rồi thì sụn, rồi vân vân, rất là nhiều, toàn thân luôn, đúng không ạ? Đấy là để các bạn biết, đúng không ạ? Vậy thì sao? Ma quỷ sắc cải thiện hiệu quả các tổn thương liên quan đến đến lão hóa, các bạn nhá. Cải thiện ung thư, đúng không? Nó ngăn chặn ung thư cả ba giai đoạn, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Nó chống cái biến dị cả tế bào từ khi giai đoạn tiền ung thư, đúng không ạ? Bằng cái cách mà vừa chia sẻ các bạn khi nãy, đúng không ạ? Cái thứ hai là gì? Nó cải thiện cái bệnh tim mạch, đúng không? Nó tăng tái tưới máu, các ổ tưới máu, vân vân, đúng không? Nó tái tạo tế bào rất là nhanh. Bằng cách là sao ạ? Nó ngăn lại, nó có thể đảo ngược tình thế. Hay chưa ạ? Đó. Và bệnh thoái hóa thần kinh trung ương cũng vậy, đúng không ạ? Và suy giảm chức năng của hệ thống miễn dịch, đúng không ạ? Thì quay lại cái căn bệnh miễn dịch như của cái chị Nguyễn Thị Phượng khi nãy, đúng không ạ? 26 tuổi nhưng chỉ trong một tháng bạn bị bệnh thì bạn cứ già dần cứ thành bà cụ 80, không chỉ mỗi làn da đâu bạn, toàn bộ cơ thể. Đấy. Và ngoài ra thì ma quỷ cũng gì, cải thiện loãng xương, đúng không ạ? Đây chính là một căn bệnh của tuổi già. Không phải, đây chính là lão hóa bình thường, loãng xương, đúng không ạ? Và tổn thương lão hóa da, các bạn nhé. Đấy. Thì các cái xét nghiệm thì người ta thấy thế này, cho ăn chất chống oxy hóa thôi, tổng hợp cũng được mà riêng lẻ cũng được, thì thấy tăng 35% tuổi thọ trung bình của những cái con vật thí nghiệm đó. Thì để biết là chúng ta sử dụng đang có trong tay một cái sản phẩm tuyệt vời như thế nào, đúng không ạ? Nó không chỉ là một nhóm chất chống oxy hóa đâu, quá nhiều các nhóm khác nhau, cho nên bổ sung những cái thiếu của cái nhóm này, đúng không ạ? Và làm tăng hiệu quả của cái nhóm kia. Đó chính là một cái sản phẩm mà tôi cho là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và thông qua cái chia sẻ vừa rồi thì tôi rút ra 10 bước cần làm để trì hoãn lão hóa. Tôi nhớ cái buổi đầu tiên chúng ta nói đến lão hóa, tôi cũng có cái chiến lược trì hoãn lão hóa, nhưng nó ở cái bước gì, tổng quát, nhưng ở đây nó lại cụ thể hơn nữa. Đó là gì? Chúng ta phải áp dụng cái biện pháp ăn ít calorie ngắn hạn xen kẽ nha, nếu muốn chống lão hóa, chứ không nói đã hoàn toàn là tách ra, không phải chống để giảm cân đâu nhá. Giảm cân các bạn có dùng thế này cũng được, không dùng được, nhưng đây để chống lão hóa thì nên làm như thế này. Biện pháp ăn ít calorie ngắn hạn xen kẽ, một tuần ăn 2 ngày thôi chẳng hạn. Thứ hai, bổ sung chất chống oxy hóa bằng gì? Bằng sản phẩm ma quỷ sắc của chúng ta. Bổ sung chất điều hòa miễn dịch cũng bằng ma quỷ sắc, đúng không ạ? Bổ sung vitamin C cho tôi, bổ sung collagen cho tôi và chống tia UV cho tôi, đúng không ạ? Và loại bỏ thói quen xấu rượu thuốc lá, đúng không ạ? Các bạn biết rượu nó tổn thương và nó làm lão hóa mạnh như thế nào, đặc biệt lão hóa gì? Lão hóa mạch máu, dẫn đến gì ạ? Rối loạn cương dương, rồi gì làm sao ạ? Bệnh tim mạch, đúng không ạ? Rồi gì giảm trí nhớ vì gì? Hẹp mạch não, đúng không ạ? Và thứ tám, các bạn phải thải độc. Vậy thải độc ở đây là gì? Chúng ta đã có ma quỷ sắc rồi, đúng không ạ? Không cần thải độc detox bằng cái biện pháp khác, không hiệu quả. Và cái thứ chín, vận động hợp lý, vẫn là yếu tố đó các bạn nhé. Và thứ 10, chống rối loạn chuyển hóa, đúng không ạ? Nếu chúng ta đã sử dụng ma quỷ sắc thì chúng ta đã là chống rối loạn chuyển hóa rồi. Với những người nhẹ, đúng không ạ? Với những người nặng có thể phải bổ sung thêm, kết hợp cả sản phẩm giảm cân vào, đúng không ạ? Rồi bổ sung thêm một số khác tùy từng cá thể nha các bạn nha. Đây chính là 10 bước cần làm để trì hoãn lão hóa. Thì
Tôi rất cảm ơn các bạn vì tôi nói cũng khá là nhanh, và có bây giờ nói đến đây rồi thì tôi mới nhớ là hình như tôi hơi đi sai cái chương trình, vì cho tôi có 20 phút để nói phần đầu, 20 phút nói phần sau, nhưng mà tôi quên mất tôi lại nói hết. Lát nữa thì thôi, để dành để chúng ta trao đổi với nhau cho nó kỹ hơn nhá, rất là nhiều cái hay. Cảm ơn các bạn nhé, chúng ta gặp lại nhau. Dạ vâng.